Sau khi tố ông Võ Hoàng Yên lừa đảo, bà Nguyễn Phương Hằng rất đều đặn livestream vào mỗi buổi tối để trả lời các câu hỏi của dân mạng cũng như đáp trả căng đét những nhân vật đã động đến bà bằng lời lẽ gay gắt. Thậm chí, trong nhiều livestream, nữ đại gia công khai, giới tên, các nghệ sĩ Việt, tung bí mật về họ, chưa kiểm chứng, khiến drama ngày càng căng thẳng. Nhiều phát ngôn của bà chủ đại nam gây xôn xao dư luận, khiến Nettiren phải lắc đầu ngán ngẩm. Từ tháng 3 năm 2021, lùm xùm giữa bà Phương Hằng và ông Võ Hoàng Yên nhận được sự quan tâm của đông đảo dư luận. Tuy nhiên, sự việc càng ngày càng đi xa khi bà Phương Hằng bắt đầu nêu đích danh một số nghệ sĩ nổi tiếng hàng đầu showbiz vào cuộc. Trong buổi livestream ngày 16 tháng 4, trong lúc bức xúc, bà đã gọi nhiều người nổi tiếng trong VBIX là đám nghệ sĩ. Việc bà Phương Hằng nói đám nghệ sĩ khiến không ít người bức xúc. Nhưng ngay sau đó, bà vội chữa cháy vừa rồi mọi người ầm ĩ chuyện tôi nói đám nghệ sĩ. Nếu tôi nói giới nghệ sĩ là tôi vơ đủ cả nắm. Vì thế tôi phải nói đám nghệ sĩ, để chỉ một bộ phận nhỏ trong giới nghệ sĩ sống không có lương tâm, chứ tôi không chỉ tất cả các nghệ sĩ. Tôi nói như thế là quá chính xác. Dù vậy, phát ngôn này của bà đã khiến nhiều người nổi tiếng phản bác lại, trong đó có Trịnh Kim Chi, Bảo Anh, Trang Trần. Sau khi phát ngôn đám nghệ sĩ gây tranh cãi, Ngày 11 tháng 5, bà chủ Đại Nam livestream tuyên bố cấm cửa các nghệ sĩ đến Đại Nam. Bà Hằng cũng khẳng định từ nay sẽ chấm dứt mọi hoạt động có liên quan đến giới văn, nghệ sĩ dù cho bất cứ sự kiện nào. Việc bà liên tục gọi tên các nghệ sĩ rồi thách thức khiến dân mạng không khỏi lắc đầu ngán ngẩm về cách hành xử ồn ào, thiếu văn minh trong suốt thời gian qua. Hết khẩu chiến với Trang Trần, đòi kiện nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân, hay tấm cửa nghệ sĩ đến khu du lịch Đại Nam, vợ ông Dũng, lò vôi, lại tiếp tục khiến dân tình dậy sóng khi công khai tố Hoa hậu. Tôi phải kể cho mọi người biết xã hội này sống như thế nào, nếu không mọc nanh mọc da, tôi không sống nổi đâu. Ngày xưa, tôi từng nghe người ta nói, ca sĩ nghệ sĩ mà muốn được nổi tiếng phải qua nhiều người lắm, phải được lăng xê mới lên được, dù tài ba đến đâu cũng không bằng có quan hệ và phải hy sinh. Ai có nhan sắc thì hy sinh nhan sắc, không có nhan sắc thì phải bỏ tiền ra mới được lăn xê lên. Tài năng chưa phải vấn đề. Tất cả đều là mua bán hết. Thậm chí bây giờ, hoa hậu toàn mua giải, giật giải. Nhiều cô hoa hậu tôi nhìn thấy gớm, mà cũng giới thiệu lên làm hoa hậu, phát ngôn này của bà Phương Hằng làm giấy lên nhiều tranh cãi. Vào chiều ngày 16 tháng 5, trên kênh trường đua Đại Nam Official, một trong những fanpage chính thức của công ty vợ ông Dũng, lò vôi, đã đăng tải dòng trạng thái sẽ trả 1 tỷ đồng cho bất cứ ai cung cấp đầy đủ thông tin về Antifan khiến đất choáng choán ván. Ngay lập tức, bài viết đã thu hút hàng trăm lượt bình luận và chia sẻ. Rất nhiều người đưa ra những phán đoán về nhân vật đang được treo giải 1 tỷ ở ngay dưới phần bình luận. Chỉ sau vài ngày, chủ nhân của 1 tỷ đồng đã lộ diện, nhưng chỉ lấy 500 triệu, còn lại gửi bà Hằng làm từ thiện. Tuy nhiên, Nettiren vẫn đang bán tính bán nghi không biết đây có phải là sự thật không. Là cồn ào vẫn chưa đi đến hồi kết khi trong một bình luận của mình, Vi Oanh đã mỉa mai việc bà Hằng hiến đất đấu giá 1.000 tỷ làm từ thiện. Điều này khiến bà Nguyễn Phương Hằng vô cùng bức xúc. Trong livestream mới nhất, bà Tố Vi Oanh. Mọi người phải hết sức thông cảm cho tôi, làm người tử tế thật khó và làm người lương thiện, người hiền lành rất khó vì một số người cứ dình dập nói những điều rất khó nghe về tôi tôi gửi lời luôn tới ca sĩ vi oanh bây giờ vi oanh có muốn tôi lôi lại dĩ vãng của cô ra không vi oanh nói tôi tại sao hiến tặng một nghìn tỷ không đưa tiền mặt lại đưa đất có doanh nghiệp nào lại để một nghìn tỷ tiền mặt không người ta đi kinh doanh thì ai để một nghìn tỷ sẵn ra đấy đất không là tiền à ý vi oanh nói tôi và anh dũng nói xạo chúng tôi từ thiện cũng bị cô ta bắt lỗi là vì sao không cho tiền mặt đồng thời bà nhá hàng vạch trần quá khứ của Vi Oanh. Vi Oanh đi làm vợ bé, để được thằng con trai nên nó cho mày năm, 7 triệu đô, tầm 115, 160 tỷ đồng, rồi mày kiếm thằng chồng hợp pháp để bưng bít cái quá khứ. Mày ghê gớm quá rồi. Letty Ren đang đợi xem bà Phương Hằng sẽ có động thái gì tiếp theo với Vi Oanh. Trên sóng livestream, vợ ông Dũng, lò vôi, đã thể hiện sự phẫn nộ khi trong suốt thời gian bà nói, bóng gió, yêu cầu dàn nghệ sĩ có liên quan đến ông Võ Hoàng Yên lên tiếng nhưng lại nhận về sự im lặng. Bà thể hiện quan điểm cho rằng nghệ sĩ sống nhờ vào công chúng nên phải đặc biệt lên tiếng khi công chúng bị lừa, và không được phép im lặng. Hiện tại, màn khẩu chiến giữa bà và loạt sao Vbix vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.